Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Luân Hôm. Quý vị thân mến, hiện nay trên thị trường nhà đẹp đang có rất nhiều mẫu nhà với đa dạng các phong cách khác nhau. Và nếu quý vị là một trong những số khách hàng đang có nhu cầu xây dựng nhà ở nhưng chưa tìm được mẫu nhà nào thích hợp thì ngay sau đây, Thảo Luân Hôm xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo ngay top 3 kiểu nhà mái Thái một tầng đẹp nhất hiện nay. Hiện tại, Thảo Luân Hôm đang có một chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn dành cho quý khách hàng thiết kế và xây dựng nhà, giảm 10% khi ký hợp đồng thiết kế, giảm 15% khi ký hợp đồng thiết kế online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói, chiết khấu từ 3 đến 8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, quý khách hàng có thể liên hệ với số hotline của Thảo Luân Hôm để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình. Thảo Luân Hôm xin kính chào quý khách. Tự hào luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công trọn gói nhà ở trên toàn quốc, với sứ mệnh mang đến một sự khác biệt, một phong cách riêng trong quá trình kiến tạo từng không gian sống cho khách hàng. Hệ thống chi nhánh trải dài cả nước, Thảo Luân Hôm luôn hướng đến mục tiêu tạo ra xu thế nhà đẹp, thiết kế mang tầm đẳng cấp quốc tế, thẩm mỹ cao, hợp phong thủy, công năng sử dụng hợp lý và phù hợp với ngân sách của mỗi gia đình. Để được hỗ trợ tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0834 547474, 0919 547474. Thảo Luân Hôm, kiến tạo không gian, vững xây hạnh phúc. Nhà mái Thái được rất nhiều gia chủ lựa chọn bởi sở hữu một nét đẹp kiến trúc vô cùng độc đáo. Như tên gọi thì mẫu nhà này có nguồn gốc từ Thái Lan và được du nhập vào Việt Nam từ lâu đời. Sau một thời gian dài, nhà mái Thái đã được các kiến trúc sư nghiên cứu và thiết kế phá cách, sáng tạo hơn. Với thiết kế mái Thái có độ dốc vừa phải rất thích hợp với kiểu khí hậu ở nước ta và đây cũng là một điểm cộng trong lòng các gia chủ. Để hiểu rõ và khám phá nhiều hơn về vẻ đẹp của mẫu nhà này, các bạn hãy cùng Thảo Luân Hôm xem ngay mẫu nhà mái Thái một tầng sau đây nha. Đầu tiên là mẫu nhà mái Thái một tầng của gia đình anh Thuấn ở Tiền Giang. Ngôi nhà mang phong cách hiện đại trong từng chi tiết thiết kế, hệ mái Thái cân xứng với nhau, kết hợp với sự phối màu vô cùng ấn tượng, giúp cho ngôi nhà trở nên bề thế, sang trọng. Hệ bậc tam cấp cao ráo, hệ cửa ngôi nhà được thiết kế đồng nhất, cửa nhôm kính sinh pha, giúp cho không gian sống càng thêm thoải mát và dễ chịu, gần gũi với tự nhiên. Sân vườn được trồng nhiều loại hoa, loại cây xanh giúp điều hòa không khí thoáng mát, dễ chịu. Thứ hai là ngôi nhà mái Thái mang phong cách tân cổ điển của anh Phú ở Long An. Ngôi nhà nổi bật với gam màu trắng, xanh và nâu, được phối hợp hài hòa, đẹp mắt, góp phần tạo nên vẻ đẹp trọn vẹn cho ngôi nhà. Hệ cửa kính khung cổ tự nhiên nhằm mang đến sự thông thoáng, dễ chịu cho không gian nhà ở. Và đặc biệt, hệ cửa gỗ còn giúp cách nhiệt, cách âm tốt và tăng thêm vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà. Hệ mái chữ A được bố trí cân xứng, hài hòa, kết hợp với các chi tiết trang trí ngoại thất càng tôn lên được vẻ đẹp tinh tế của ngôi nhà. Ngoài ra, còn có hệ cột vuông trước nhà được thiết kế đẹp mắt, khỏe khoắn, tạo điểm nhấn cho toàn bộ công trình. Không gian sân vườn khá rộng rãi, được lát gạch chống trượt nhằm đảm bảo sự an toàn và tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình khi sinh hoạt. Cuối cùng là ngôi nhà mái Thái sân vườn của gia đình anh Danh ở Lâm Đồng. Ngôi nhà không chỉ nổi bật với vẻ đẹp ngoại thất mà còn gây ấn tượng với thiết kế sân vườn thoáng mát, có hồ bơi lớn và gara để xe rộng rãi. Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng kết hợp với màu xanh ngói sang trọng, với thiết kế hai sảnh lớn giúp các thành viên trong gia đình thuận tiện trong việc đi lại. Hệ đèn chùm giúp ngôi nhà thêm phần bắt mắt hơn. Quý vị và các bạn vừa khám phá qua top 3 mẫu nhà mái Thái một tầng đẹp do Thảo Luân Hôm thiết kế và thi công trọn gói. Mỗi ngôi nhà đều có nét đẹp riêng, phù hợp với tính cách và phong thủy của từng gia chủ. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích những mẫu nhà trên hoặc có nhu cầu thiết kế và thi công nhà ở trọn gói, vui lòng nhấc máy lên và gọi với chúng tôi qua số hotline để được các kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm tư vấn tận tình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.